ngày 1 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Chủ trưởng Vụ Thư viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Mục đích của buổi làm việc là khảo sát đánh giá kết quả và tác động của đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa câu lạc bộ giai đoạn 2014-2021. Kết quả việc củng cố kiện toàn phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại thành phố Châu Đốc, triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục học tập, phục vụ học tập trong các thiết chế trên nhằm phục vụ việc xây dựng đề án đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đoàn công tác cũng lắng nghe các ý kiến về khó khăn dướng mắt gặp phải, cũng như đề xuất kiến nghị của đại diện trung tâm về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2030. Thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư, dịch bệnh COVID-19 nhưng Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh luôn tích cực chủ động bám sát nội dung của đề án, thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục, hỗ trợ học tập các dịch vụ phục vụ học tập suốt đời bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương thông qua nhiều hình thức như cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở, ô tô lưu động, triển lãm ảnh nói chuyện chuyên đề lịch sử, thường xuyên luân chuyển sách báo tài liệu phục vụ bàn đọc tại cơ sở, lồng ghép tuyên truyền vào các hoạt động văn nghệ. Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, đoàn công tác đã thăm và tặng sách cho thư viện thành phố châu đốc.